Điều tốt mà quý vị, đặc biệt là mỗi khi tôi nhớ tới những cái trẻ em mà bị tật á, mà bị kéo lưỡi á, nó đánh đập á, trời ơi, nói thiệt với quý vị á, tôi không còn buồn miếng nào luôn. Tôi cảm thấy trời ơi, tôi làm đúng quá luôn, quá đúng luôn, không có một cái gì để mà tha thứ cho cái đám lương băm mà lường gạt á, lừa tiền lừa sức khỏe, trời ơi, nó hành hạ con người ta dã man luôn. Cho nên đó là gì, đó là cái đòn bẩy, đòn mật mà khiến cho tôi cảm thấy rằng là tôi vui lắm, tôi không có buồn mà đến nỗi mà tôi nghĩ rằng là làm cho tôi gục ngã được đâu. Tại vì tôi nhìn những hình ảnh em bị hành hạ đó, rồi những người nghèo khổ đó bị lường gạt đó, tôi vượt qua hết phong ba bão tố, một đường tôi vẫn đi thôi. Và chân lý của tôi là chân lý là sống lương thiện mà, đi giúp đời giúp người, để trả ơn cho đất nước, làm sao ai xô tôi ngã được. Tất cả những gì hôm nay vợ chồng tôi có là tôi phải mang ơn cái đất nước này, chứ không phải là tôi là cái loại vong ơn bạc nghĩa. Hứa với quý vị, không có em nào chết vì thiếu tiền mổ tim đâu, kể cả đồng tiền cuối cùng tôi cũng phải giúp mấy em mà. Cho nên là con người ta hơn nhau gì, hơn nhau là cái lương tâm, cái chân lý sống. Cái theo quý vị thấy không, Đức Phật suốt một cuộc đời bỏ tất cả những thứ trên đời cao quý nhất đi tìm đúng một cái chân lý là giải thoát mọi khổ đau cho chúng sinh thôi. Tôi chỉ có một cái chân lý là đi làm lương thiện thôi, mà khi đã gọi là chân lý rồi thì khó ai xô ngã tôi được. Kể cả ngày mai tôi không còn đồng bạc nào thì tôi cũng đã từng sống cho tôi cái chân lý sống của tôi. Mà ngộ lắm, khi mà mình đã làm thiện rồi á thì nhiều cánh cửa mở cho mình đi lắm, không ai có thể dập tắt được, dù dập được những người sống lương thiện. Bây giờ tôi không nói bằng nước bọt, tôi nói được, tôi làm được, tôi móc tiền túi tôi ra, tôi bỏ công sức tôi ra, tôi nuôi bao nhiêu ngàn công nhân, tôi lo cho bao nhiêu mảnh đời khốn khổ, tôi làm bao nhiêu con đường, bao nhiêu cái cầu, bao nhiêu cái trường học, bao nhiêu cái trường điểm. Anh Dũng anh làm 40 năm rồi, không, tôi chỉ mới lấy Dũng 15 năm, nhưng tôi vẫn có một lý tưởng cùng với anh Dũng là cống hiến. Tôi tự hào chứ, mỗi người có một cách cống hiến khác nhau, nhưng mà rõ ràng là mình không phá hoại, mình không lừa đảo, mình không làm cái gì có lỗi với đất nước, với dân tộc hết, là mình thấy mình sống lương thiện rồi. 7 năm trời cống hiến, âm thầm cống hiến, mua hết cái này tới cái kia để đóng góp cho bệnh viện, làm hết con đường này tới con đường kia cho dân đi, hết con đường này tới con đường nọ cho học sinh nó đi học, nó không bị trượt ngã. Quý vị thấy không, vừa rồi tôi ra tới Bình Thuận đó, gửi đơn xin tôi cũng làm một con đường để cho các em đi học không bị trượt trơn té, thấy không, xây chùa giúp đỡ cho đồng bào ở đó ăn Tết, làm hết cái gì có thể là làm. Cho nên nói thật với quý vị, chia vui với quý vị thôi, chứ trời dễ ai mà xô được ngã được lý tưởng của tôi. Nếu mà vì một vài người mà công kích để hãi lòng hãi dạ, để mà đạt được cái mục đích là phá hoại thì còn lâu. Nếu vậy đâu phải bà Nguyễn Phương Hằng, mà nếu vậy đâu phải vợ ông Dũng là dôi. Chẳng lẽ sự nghiệp chồng tôi xây dựng bao nhiêu năm nay, thương hiệu chồng tôi đi làm từ thiện bao nhiêu năm nay, mà giờ vì một hai câu nói khiến cho chúng tôi phải bỏ cuộc còn lâu.